Trong bối cảnh Việt Nam mở cửa hoàn toàn mọi hoạt động du lịch, Hà Nội cũng không nằm ngoài quá trình phục hồi hậu Covid-19. Trong những ngày gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh khách du lịch quốc tế vui chơi, tham quan tại khu vực phố cổ Hà Nội. Kể từ khi nối lại các hoạt động du lịch, số lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng đáng kể. Đang chú ý khu vực phố cổ Hà Nội luôn trở nên nhộn nhịp, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Theo tìm hiểu, để thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội, đơn vị quản lý di tích lịch sử Hà Nội đã kết hợp cùng các doanh nghiệp du lịch tổ chức xây dựng, nâng cấp tour, qua đó tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho du khách khi tham quan, trải nghiệm phố cổ Hà Nội. Nhiều khách sạn tại khu vực phố cổ Hà Nội cũng mở cửa đón khách du lịch với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn. Anh Agostinho, du khách tới từ Bồ Đồ Nha cho biết, sau khi đại dịch COVID-19 bị đẩy lùi, chúng tôi chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên vì sự an toàn, chi phí rẻ và có nhiều địa điểm tham quan vui chơi hấp dẫn. Bên cạnh đó, số lượng du khách quốc tế đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng ngày càng tăng. Năm 2022, Hà Nội tổ chức các chuỗi hoạt động sự kiện lễ hội sôi động mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô, thu hút khách du lịch trước trong và sau SEA Games 31, như Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội, Lễ hội du lịch Hà Nội, Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội, Liên hoan làng nghề, phố nghề năm 2022, Festival áo dài Hà Nội, Khai trương du lịch Ba Vì, du lịch Gia Lâm giám đốc sở du lịch hà nội đặng hương giang cho biết sau khi chính phủ cho phép ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế ngành du lịch thủ đô sẽ quyết tâm sớm phục hồi thị trường đưa kinh tế xanh của hà nội trở thành nền kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần nghị quyết của bộ chính trị trước mắt sở du lịch hà nội sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút khách đôn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ điểm đến du lịch gắn với di sản di tích làng nghề triển khai các hoạt động sự kiện lễ hội chuyên nghiệp mang đậm văn hóa thủ đô hướng đến hội nhập quốc tế có thể thấy sau một thời gian dài ngủ đông chống dịch, ngành du lịch Hà Nội cũng như các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng hồi sinh trở lại, phục hồi những tổn thất nặng nề hậu Covid-19.